Mình định nhớ rồi. Chả thể nào cứu được con này. Ivy, Đấm what tay bời này. happened? Oh, you've come back to Ôi, cuối me. cùng em đã quay trở Thank lại. Cảm goodness. ơn Chúa. Where'd all the Illusion soldiers Đây là go? chị này và lấy hết cái căng của em. Em này lép. They retreated. Bọn chúng đã rút lui rồi. I should go with them. No, it's not safe. Không, không an toàn em Zephyr ơi. could take control over you again. Phi sẽ kiểm soát em nữa đấy. But I was the last person left at Illusia Castle. Without me, there'll be no one to lead. Nếu mà không có em thì không ai sẽ dẫn dắt mọi người. No one to take care of the country father left Không behind. ai sẽ dẫn dắt cái vương quốc mà bố để lại. That is true. Bây giờ But quay it's lại thì out of em our mẹ mày thịt hands. thịt băm à? How can you say that? Làm sao em chị có thể Don't nói you thế? care about Illusia at Kiểu all? chị không quan tâm về Illusia nữa sao? Of course I do. I would have given my life to protect our kingdom. Chị sẽ hy sinh mạng sống mình để bảo vệ vương quốc But it is not our kingdom anymore. It's the fell dragons. Surely you see that. Nhưng mà đấy là không phải vương quốc chúng ta nữa, đấy là vương quốc của Fell Dragon. Princess Ivy. Công chúa Ivy. I didn't want to admit it. But father stopped being king as soon as the fell dragon awoke. Chị không muốn thừa nhận nó nhưng mà bố chúng ta đã không còn là ông vua mà chúng ta biết ngay khi mà dòng thức tỉnh. Since then, true power has rested with Sombron, his daughter, and the four hounds. Từ khi đấy là sức mạnh thực sự của chúng ta đã nằm vào tay Sombrom, con gái của ông ta và bốn con chó. Bốn chó. You would become an instrument of their designs, just as Nhưng mà em quay lại thì bây giờ em chỉ là cái con rối trong tay bọn chúng thôi. I want to go home too. You have no idea how badly. But there's no home to go back to until we defeat the fell dragon. Nhưng mà chúng ta không có nhà để quay trở lại chừng nào chúng ta không giết được con rồng. After allowing father to relinquish his power to Sombron, we owe our people no less. After loving. Phải bảo cái thằng rồng nó trả lại sức mạnh. Castle lâu đài bọn này tao tao còn chẳng thấy cái lâu đài nào. No, we can't. That little nook where I had tea with my friends, the garden where you and I read together, even Rosado and Goldmary, I've left everything and everyone behind. Là hai đứa đệ của con này bị bắt làm con tin. All right, Ivy. Vậy I'll join rồi, this the fine. Thế là bây giờ lại so có em. Thank you, Hortensia. Hortensia, thực ra thì tìm anh đông lắm rồi. I'm really sorry sẽ nộp quên mình cái nhẫn này. For what I did. Anh rồng, anh nên cầm cái này đi. Divine one. Đây là nhẫn của người thầy nên mình không nhầm. The ring of the instructor. Đây, chuẩn mẹ luôn. One of the rings stolen from Lithos. Một cái nhẫn kiếm là từ được Lithos. Thank you. Don't give me too much credit. I wasn't exactly planning to hand it over. Nhẫn của thằng cái gì nhỉ? Bài lách à? Even so, you have my thanks. Thằng này gọi luôn tại chỗ. Teach, of the academy. Hãy dạy chúng tôi. Emblem of the Học viện. Nhạc bốc thế. I am Emblem Byleth. Byleth. It feels as though I've just awoken from a very long dream. Thằng này bị điều khiển từ đầu của game. At your side. Tôi rất vui khi tôi đã quay trở lại cái nơi nơi của mình ở bên cạnh cậu. Hãy dùng sử dụng sức mạnh của tôi để dẫn dắt mọi người. I will. Sức Thank mạnh của you, người thầy. Emblem Byleth. Byleth. À, đúng, thằng này là Byleth. Chứ không phải là Byleth. So, how is everyone? Queen Sephoria, you're all Đức right. Hoàng Sephoria, cô vẫn ổn.
That I am. Bà này không bị tóm nên để bác kia hút máu ấy. But I was saved at just the right moment. Phải, một số tên lính Illusia đã định tóm ta, nhưng mà cuối cùng ta đã được cứu đúng lúc. We took him down. Mà con gái của bà chả làm được cái gì ấy. Alfred and I intended. Thực ra con này có chứ, con này bắn cung từ xa mà. But by the time we'd drawn our weapons, the fight was already over. That's the Seoul Royal Guard for you. Pretty good, right? I'm just glad the Queen is safe. Well done, everyone. Well done yourself. No cho vào trong lâu đài đây ra đây. My palace is rid of them. Thế là bà đã tha con kìa. Thank you for protecting the rings and my family with such courage. Và gia đình của tôi với cái sự can đảm của anh. The way you spoke, the look in your eyes, you were the spitting image of Queen Lumera. Cái cách anh nói, cái ánh mắt nhìn của anh, anh đúng thực sự là cái hình ảnh phản chiếu của nữ hoàng Lumera. Your words mean so much. Thank you. Lời nói của bà đã thực sự là rất là cảm động. Cảm ơn bà. Đâu, cái lời nói của bà có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Excuse me, Queen Sephoria. Thực ra là đây là cái thằng nhân vật mà trong mấy cái dòng alpha em lần gần đây là thằng này nói nhiều nhất đấy nè. Mấy cái phần trước là mấy thằng nhân vật chính là toàn im mõm này. Nếu mình cứ nhớ không nhầm. Nhưng cái phần thằng Byleth này hình như là cũng im. Look, I'm really không nói sorry gì mấy. About what I did. I'll accept whatever punishment you give me. I owe you an apology as well. Con này là Queen bà Sephoria, please. Zephyr was using some sort of magic to control Princess Hortensia. Phép thuật để kiểm soát công chúa Hortensia. As soon as it wore off, she stopped fighting. Even gave me her emblem ring. I don't recall Zephia being there when the young princess held me hostage. Ôi trời, tôi không nhớ là Zephia đã ở đây khi mà công chúa trẻ đã bắt tôi làm con tin. Look me in the eyes, you two. Hai đứa hãy nhìn vào mắt của bà. Threatening a queen's life is a grave crime. You deserve a room in the dungeons. Đe dọa cái mạng sống của nữ hoàng một cái tội ác lớn á. Hai đứa đâu? Cháu phải xứng đáng một phòng trong hầm tối đấy. Ngục tối đấy. But I won't send you there. Ta sẽ không gửi cháu đến đấy. You won't? It was the Fell Dragon's minions who broke in and started the conflict, right? Đó chính là những cái bọn thuộc hạ của Fell Dragon đã sổng chuồng mà bắt đầu cái cuộc chiến ấy, có đúng không? Your only crimes were slipping in uninvited and threatening to kill me. Cái tội lỗi của cháu là chỉ lèn vào đây, không được mời và định đe dọa để giết ta. If you want to make amends, defeat the Fell Dragon. Nếu mà cháu muốn được tha thứ, hãy tiêu diệt Fell Dragon và xây dựng lại vương quốc của mình. When cooler heads return to Illusia, Solm can only benefit. Let's move on now, shall we? Okay. Thank you, Queen Sephoria. Your show of compassion will not be forgotten. We will restore Illusia. Hai chị em nhà này nó sống thì nhưng chẳng có thằng Đức là sao mà có nối dõi nhỉ? I think okay. You're right. The Fell Dragon's forces might come back for you. Bọn kia nó vào đây nhưng không mẹ mà một đống thằng. Soldiers here to help keep you safe. Oh, no need. I have lots of family members who can handle things here. If the situation really boils over, I can always leave a double here and walk. So don't worry about me. You just focus on taking out the Fell Dragon. Nhưng bà này bảo vẫn. We will. Thank you. Thực ra nếu mà thực ra là trong hai cái thủ lĩnh á, hai hoàng gia là cái bọn mà Brodia với cả Illusion kia là bị sơi mẹ luôn. Tamara, it's time you show. Còn hai bà nữ hoàng thì vẫn còn sống. Kiểu mấy hai bà nữ này sống lâu hơn nam. Mấy thằng nam kia kiểu hổ báo. Hãy lúc để cho dòng thần thấy được. Tìm được cái nhẫn khác của chúng ta này. Sure thing, Mom. One ring of the crux of fate coming right up. The crux of fate. Where is it? Nó đang ở đâu nhỉ? The northern fortress. Oh. Nó được ở cái thành trì phía bắc. You don't scare easily, do you? Đây là cái chắc thôi. Hot tail chưa rồi. Hùng là 4.000, 40.000. Oh my god, so much money.
Nên là chả mấy khi được cộng tiền. Đúng, đúng là đúng ra mình đánh mấy cái nhiệm vụ phụ kia nó phải cộng tiền với mình. Thế cho là Emblem Bilex Bilex Talent of Instruction. Búp cái chỉ số của quân đồng minh và dẫn dắt họ họ đến chiến thắng đấy. The Diviper with some time turn mid attack into ấy. À cái này mình biết rồi. Đánh trượt dậy thành đánh trúng ấy. Em dùng Bilex. First in-game weapon is heroic. Nên nó sẽ có cái di tích vũ khí của người anh hùng à. Cái vũ khí thì nó khác từng loại. Nên thằng này nó sẽ có cái khi mà con này cầm thương thì nó sẽ có cái thương xịn này. Thằng kia là có cái dìu xịn này. Dìu cái con Elder God này. Nhưng mà bây giờ là chúng ta chơi hơi ăn ra là chúng ta có DLC ấy. Nên là chúng ta có cái vòng của cái ba đứa này, rival này. Nhưng mà còn bình thường là có được cái vũ khí này là chỉ có cái emblem Bilex này thôi này. Và nó có cái kiếm là Blue Gang cái gì Fania này này. Toàn mấy cái vũ khí thằng thần thoại thằng học trò của bọn học trò chỉ dẫn này. Đây là búp cho team mình là cộng thêm chỉ số này. Bonus này kéo dài trong một lượt này. Nên là thằng này sẽ đứng ra búp búp đều này. The enemy attack got dead then grant a stat boost to adjacent. Ui, thế là mẹ thằng này nó búp thêm một lần, đi thêm lần lượt lần nữa. Cái thằng này đóng vai trò như là dancer á. Enge the God Dead đã đúng không? Cái là God Dead đen nó nhảy luôn này, điệu nhảy của nữ thần này. Ô, cái này ngon quá nhỉ? Hình như là búp cho cả team luôn ra. Bốn đứa bên cạnh. Mẹ lại một kỹ năng OP khác. Ông chả làm được cái gì? Đỉnh cảnh như shit. Nên là nó có cái render của cái chỗ đánh nhau này cũng hay vết này. Ok, mình sẽ đi loot tí đồ rồi mình sẽ out rồi get the F out. Hortensia này, cuối cùng là kéo được hai chứ. Nhưng mà con này nó vẫn còn cái gì nhỉ? Nó vẫn còn hai cái đứa hầu nữa, chúng nó chưa kéo được về. Go Mary gì đấy. Phần là nó nhiều nhân vật quá, mình cũng chả chơi được hết. Chơi cái đứa này thì lại tiếc là không kéo được kia vào ấy, nó thừa nhiều quá. Còn cái phần Thuy Hao cái trên đấy là nó dài nhưng mà nó chơi nó chỉ tập trung một nhà ấy. Cái pool của chúng ta nó nhỏ hơn ấy. Thì trên đấy là chúng ta có cơ hội để chúng ta tập trung vào một số cái nhân vật hơn ấy. Cái này mẹ nó nhiều với nhân vật vãi tè luôn ấy. Nhưng mà nó chỉ chơi một lần nhưng mà trên dưới là chúng ta phải chơi lại lần sau để chúng ta biết này. Còn cái trò cái chơi một nhà cái thì coi như là out luôn nên không phải chơi lại ấy. Nên là cái trò cái tuy là dài nhưng mà trên dưới là nó lại ngắn. Bởi vì một nhà thì chúng ta chỉ chơi một lần ấy. Còn cái trò này thì nó có một đường nhưng mà có thể chơi lại chúng ta chơi lại nhiều lần ấy. Nên là nếu mà chơi thì cái độ dài hai cái trò này mình nghĩ là nó cũng từ kiểu kiểu giống nhau ấy. Mình sẽ quay lại Walmart làm con. Bây giờ chơi cái trò này lại muốn chơi lại cái trò Thuy Hao ghê. Another ring in the Divine Dragon's hands. Still. Con này đi bà đi lấy nhẫn rồi, mất con mẹ rồi nhẫn luôn. Này bị đau tim, bệnh tim. I must sleep. Ta phải đi ngủ. Curse this feeble form of mine for plunging me into darkness. Cái hình dạng chết tiệt này của ta đã khiến ta phải yếu đuối. My waking hours will not end so soon. Con này hình như là nó cũng mượn thân xác à. Em này là đang thôn nữ đã bị túm vào, nhập vào. Con tỉnh dậy rồi này. Sen. What happened to all the snow?
Chuyện gì xảy ra với tất cả cái tuyết nhỉ? Where am I? Mình đang ở đâu? Thế là con này nó ngủ đi, là con này nó tỉnh dậy. Tại sao chuyện này lại cứ xảy ra với mình? Con này nó có cái kiểu cái bọn này nó có animation nhìn ghét nhỉ? Thế là em này vô tội sao? Ok. Chúng ta vẫn sẵn sàng cho em một cơ hội khác. Thế là cái con mà mình gặp xích chân là nó cũng ấy thật. Nên nó sẽ mở thêm hai cái nhẫn thế nào nhỉ? Cái này là cái paralog à? Chapter 15 à? À, cái này là đến cái chỗ là cái nhẫn đấy này. Thôi mình xem cái rank của mình nhé. Rank 19 ấy này. Tầm này nó bắt đầu tin chúng ta là nó mà không đủ. Thằng này là cái học viện thế nào nhỉ? Paradox the Sacred Tomb. Nhìn cái này cũng giống cái tomb ở trong cái học viện kia nhỉ. Significant to Emblem Byleth. Nên là cái chỗ này nó xây lại mấy cái chỗ này nó giống như kiểu mấy cái chỗ ở của mấy cái thanh niên chính ấy, hồi mấy bản trước. Cái này lại training này. Advanced Class Level 2 này. Ok, lại ngon hết nhỉ. Đấu trường. Cái này toàn class level 19 ấy, cho nên mình phải chơi sớm ấy. Không thì có khi mình out class đánh lại chán ấy. Cái này là Silver Corrupt level 19 ấy. Cái này là có cái con Lins. Ok, mình sẽ quay sau đây để mình chơi tiếp. Nên là một lần nữa cảm ơn các bạn thành viên như bạn Quý Bình, bạn Tú Nguyễn, bạn Thanh Thảo, Vô Su và nhiều bạn khác ấy, đã ủng hộ channel để mình tiếp tục mang cái nội dung. Không biết là nó có nhanh chóng gọn nhẹ không, nhưng mà mình hy vọng là nó cũng xúc tích ấy, nó không quá dàn trải để các bạn theo dõi ấy. Nếu các bạn chỉ quan tâm đến cái cốt truyện, mình hy vọng là mình cover được qua ở cái format mà các bạn muốn skip thì skip ấy, muốn chơi chậm thì chậm ấy, nó chắc mình tùy ấy. Bởi vì nếu mà các bạn muốn tua thì nó cũng dễ mà, thì nó chủ động được cho các bạn ấy. Mình cũng chơi đầy đủ, cố gắng chơi đầy đủ, cũng không quá dài quá thì mình vứt mẹ mấy cái đoạn mà đi đấm lại mấy cái con này thì đỡ mất thời gian ấy. Go Corrupted. Nó gọi là Go này là vàng à? Hay cái này nó được tiền mà. Nhưng mà về sau mình sẽ quay lại chơi sao vậy? Nên ok, một lần nữa cảm ơn các bạn theo dõi và hẹn gặp lại các bạn một tập khác. Chào mừng.